đây là kết quả gần như cuối cùng mà chúng ta đạt được. Chỉ bằng việc cắm vít lò xo di xa, không phải nhổ răng, kết quả đạt được thật là hoàn hảo, phải không mọi người? 3 tập đầu tiên thì bác sĩ sẽ sâu cho bạn những cái nhạy ca về việc không phải nhổ răng trong chỉnh nha. Bác sĩ nghĩ rằng là đây là một cái sự quan tâm rất là lớn của các bậc phụ huynh, bởi vì các bậc phụ huynh thường khá là e ngại về việc mà con mình sẽ phải nhổ răng, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh sau này. Xong rồi nhổ răng xong này có đóng được cái khe vào không, hay là nó cứ rộng như vậy. Xong rồi nhổ răng sau này con có biến chứng gì không, ăn nhai có bình thường không. Rất là nhiều câu hỏi bác sĩ gặp được khi mà cho con cái kế hoạch nhổ răng. Vậy thì trong 3 cái đập đầu tiên này, bác sĩ cho bố mẹ xem một số bạn mà không có phải nhổ răng, tuy nhiên vẫn đạt được cái kết quả thẩm mỹ tốt. Tập thứ 2 của chúng ta cũng là một anh sắp tháo mắc cài. Và tập thứ 3 này cũng vậy, là một cô gái đến từ Bắc Giang, bạn Lan. Cô gái này thì không có ở Long Biên hay Gia Lâm gần đây nữa. Nhà khoa Sách Trung Long Biên thì được tiếp nhận rất là nhiều ca, đến không chỉ ở Hà Nội, còn một số tỉnh thành nữa, và một số tỉnh thành xa nữa. Bạn Lan thì chúng ta đến từ Bắc Giang, năm nay 2004. Lan thì than phiền một số vấn đề. Thứ nhất cũng là hô, cũng là hô, để chúng ta về series hô vào đúng không, cũng là hô. Thứ nhất là khi mà để tự nhiên này thì môi cũng có đóng không kín được, vẫn có cái sự hở, hơi hở nhẹ của những cái răng. Khi nhìn nghiêng thì chúng ta thấy cái môi trên này nó bị nhô phía trước, nó bị nhô hơn phía trước so với cái môi dưới. Của Lan thì vấn đề chủ yếu là do cái hàm trên thôi, do cái hàm trên. Ôi, đây là hàm răng của Lan. Chúng ta có vấn đề gì nhỉ? Đầu tiên thì mọi người đã có hiểu, đã nghe được cái khái niệm cắn sâu trong cái video trước rồi đúng không? Vậy thì bạn Lan này có vấn đề về cắn sâu. Và cắn sâu này phải đến 90%. Có nghĩa là cái việc hàm trên ấy, nó phủ hàm dưới, gần như là phủ hoàn toàn. Bình thường chúng ta chỉ cắn sâu khoảng 2 ly, 3 ly thôi, khoảng 20-30%, 40% thôi là nhiều rồi. Nhưng của Lan ấy phải đến 90%. Có nghĩa là khi cô gái cô ấy nhè răng ra, cô cắn để cho bác sĩ thăm khám ấy, thì không có thấy một tí cái hàm dưới đâu cả, thấy rất là ít ở vùng phía dưới này thôi. Có một số những cái mảng bám, những cái đốm vàng, đốm trắng ở trên răng của Lan này, và sau trình răng thì chúng ta có thể xử lý được. Nhưng vấn đề chủ yếu cô gái này đó chính là thứ nhất là cắn sâu, thứ hai là cái độ chìa, gọi là độ cắn chìa, hàm trên nó nhô ra phía trước khá là nhiều so với hàm dưới. Bình thường độ cắn chìa cắn sâu cũng chỉ thường khoảng 2-3 ly thôi, nhưng cắn sâu của bạn này phải lên tới 80-90%, phủ nhiều, và thứ hai cắn chìa cũng lớn. Độ cắn chìa rất là lớn, khi bác sĩ đo đạt được thì phải đến từ khoảng 6-7mm về độ cắn chìa, là một độ cắn rất là lớn. Và khi mà bạn cười ra thì chỉ thấy hàm trên thôi, không thấy hàm dưới đâu cả. Rất là mất tự tin khi cười. Cô này đầu tiên là cô ấy không hề thích cười một chút nào cả. Rồi, đây là cung hàm trên và đây là cung hàm dưới. Hàm trên thì mọi người có nhìn thấy là cái cung hàm nó rất là giống với kiểu tam giác không? Nhọng. Bình thường một cung hàm có thể nó sẽ hơi tròn nhẹ một chút để cho con nụ cười nó được hài hòa giữa cái phần răng và cái phần bên trong này gọi là hành lang tối. Nhưng mà cung hàm của bạn này thì rất là nhọn, gần như là nó nhọn ra phía trước, hai răng cửa này nó xô ra phía trước. Hàm dưới thì có một sự khấp khởi nhẹ nhàng ở đây thôi, cũng không phải nhiều quá, chỉ khoảng 3-4mm thôi. Đây chính là độ cắn chìa của bạn này, 6-7mm. Và cái răng dưới này đã bị cắn vào cái vùng lợi này, tạo thành những cái nếp hằn răng ở cái vùng lợi này, trông vừa mất thẩm mỹ và thứ hai nữa là vừa khiến bạn ấy khó chịu khi ăn nhai, khi sinh hoạt. Vì bình thường cái răng dưới này phải cọ vào cái răng trên cơ, chúng ta cắn một cái cứng từ răng ấy vào lợi sẽ rất là đau, rất là khó chịu. Đây là độ cắn chìa của bạn ấy. Vậy thì ca này của bác sĩ cũng đã quyết định là không nhổ răng, chúng ta vẫn tiếp tục theo cái series cũ đúng không? Nhưng mà của bạn Lan lại có thêm một cái phương pháp nữa, để bác sĩ sẽ nong hàm. Vì cung hàm nó hơi hẹp, bác sĩ sẽ nong hơn một chút cho nó rộng ra, nhưng vẫn là theo cái lộ trình, đó là lộ trình di xa và không nhổ răng, mà có thể chỉ phải nhổ những bạn răng 8 ở trong góc hàm này thôi. Đó, đây là trong quá trình niềng răng của Ngọc Lan, chúng ta vẫn sẽ có hai con vít ở phía trên này, ở trên cao này. Bạn ấy sinh hoạt rất là tốt, và hai nữa cũng không bị rắc thức ăn vào những cái vùng này, rất là sạch đúng không? Không có phải là bị nhiều thức ăn mảng bám dắt vào những cái lo xo này đâu. Bạn vệ sinh rất là tốt bằng cái tăm nước, bằng cái bàn chải. Cũng là theo cái lộ trình, đó là cắm hai con vít ở trên cao này, dùng lò xo kéo khối răng hàm trên vào bên trong bằng lực của lò xo. Đây, hình ảnh này rất là rõ ràng đúng không? Chúng ta sẽ móc vào cái răng nanh này, đây gọi là răng nanh này, kéo cái này vào phía trong theo cơ chế kéo thôi. Kéo nắm vào cái phần răng này, kéo ra phía sau mà không phải nhổ răng, để đạt được cái hiệu quả tốt nhất về thẩm mỹ. Và mọi người thấy không, chỉ trong quá trình niềng răng thôi thì chúng ta đang kéo rồi,
từ độ cắn chìa khoảng 7 ly. Bây giờ còn độ cắn chìa chỗ ảnh này khoảng còn 4 ly nữa. Bên này cũng vậy, một chiếc lò xo ở đây, vít ở góc trong kia, kéo lui ra phía sau. Hàm dưới thì chúng ta không cần phải kéo, bởi vì hàm dưới của lan thì nó không bị nhô ra phía trước nhiều. Và vấn đề của lan chủ yếu là hàm trên thôi, nên bác sĩ đã hiện tại đang không cắm cái hàm dưới cho lan. Rồi, lan bắt đầu từ tháng 4 năm 2021. Và thời điểm hiện tại mà bác sĩ có ảnh ở đây, đấy là tháng 7 năm 2022. Vậy thì khoảng là 1 năm 3 tháng. 1 năm 3 tháng. Đây là chiếc ảnh sau 1 năm 3 tháng điều trị tại nha khoa bác sĩ Trung Long Biên. Thứ nhất, giải quyết được cái tình trạng đấy là cái sự cắn chìa 7 ly đúng không mọi người? Bây giờ độ cắn chìa ở đây chỉ còn khoảng 2 ly rưỡi thôi. Rất là đẹp, cái hàm trên được kéo hoàn toàn vào bên trong. Cái lò xo và cái vít đây thực sự là một hiệu quả quá là tuyệt vời khi mà kéo được cả khối răng cửa này, không những vào trong mà còn giúp cái răng trục răng cửa hơi cụp lại một chút, hơi dựng lại một chút. Thứ hai, lúc trước là độ cắn sâu này, phủ này khoảng 80-90%, nhưng mọi người nhìn thấy bây giờ không? Chúng ta đã nhìn thấy cái răng hàm dưới rồi, và có thể nhìn thấy là cái độ cắn phủ đây chỉ có một chút ở bên này thôi, là khoảng 2 mm, quá là đúng tiêu chuẩn. Và thứ ba nữa là vấn đề là chúng ta đưa về khớp cắn tuyệt vời, đó là cái sự lồng múi của răng nanh, răng sáu, tất cả các răng nó lồng múi theo một cái quy chuẩn, theo một cái quy chuẩn nhất định để cho hàm trên hàm dưới nó khớp vào với nhau thì chúng ta mới ăn nai được. Một hàm răng như thế nào gọi là đẹp, một hàm răng như thế nào được gọi là kết thúc được rồi, không phải chỉnh nha nữa? Đầu tiên là phải đạt được về vấn đề thẩm mỹ đúng không? Cười ra không còn hô nữa, cười ra không còn xấu, không khớp khểnh nữa. Đấy là vấn đề đầu tiên về vấn đề thẩm mỹ. Thứ hai là vấn đề về ăn nhai, về khớp cắn đấy. Đấy là bệnh nhân phải ăn nhai được trên cái răng này của mình, chứ không phải chỉnh răng xong tại sao tôi lại khó ăn hơn, tại sao lại dắt thức ăn nhiều hơn, tại sao lại ảnh hưởng đến việc ăn uống của tôi thế này. Đấy là vấn đề thứ hai về vấn đề chức năng ăn nhai, khớp cắn. Và vấn đề thứ ba là vấn đề về phải bền vững, có nghĩa là cái này phải duy trì trong một thời gian mà không bị tái phát. Đấy chính là những cái quy tắc mà bác sĩ sẽ phải điều trị cho tất cả các bệnh nhân của mình. Vậy thì chỉ sau 1 năm 3 tháng, tất cả vấn đề của Lan đã được giải quyết rồi. Và cô gái này thì hiện tại thì đang chưa quay lại được nha khoa bác sĩ Trung Long Biên để có thể kết thúc tháo mắc cài được. Tuy nhiên, đây là kết quả gần như cuối cùng mà chúng ta đạt được, chỉ bằng việc cắm vít lò xo di xa, không phải nhổ răng. Kết quả đạt được thật là hoàn hảo, phải không mọi người? Hy vọng là chỉ sau 3 ca lâm sàng về việc là chúng ta có phải nhổ răng hay không, hay là phải làm gì đi trong quá trình chỉnh răng, thì ba mẹ đã có một cái nhìn sơ qua thôi, được rằng là thực ra thì con mình có thể sẽ không phải nhổ răng đâu. Ba mẹ đừng có quá lo lắng rằng con tôi muốn hết hô thì lại phải nhổ răng, ôi thật là sợ, thật là lo lắng về việc những biến chứng sau này. Hãy đến và gặp bác sĩ để bác sĩ cho bạn những lời khuyên tốt nhất, đúng đắn nhất mà chúng ta không phải hỏi trên tất cả các nền tảng xã hội khác. Hãy tới nha khoa Trung Long Biên và cộng sự để bác sĩ cho bạn một kế hoạch chính xác về niềng răng cho con bạn. Cảm ơn đã theo dõi về chỉnh nha và niềng răng của bác sĩ Trang. Và đây là tập số 3 rồi. Hẹn gặp mọi người vào tập số 4 nhé. Tạm biệt. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc. Và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.